Dạ em Phúc xin chào cả nhà, đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bản. Số điện thoại Zalo em là 0397 697 664 ạ. Đấy, cô chú anh chị đang xem trên live, yêu mến em Phúc thì xin cho em Phúc một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của em ạ. Đấy, và video ngày hôm nay thì em Phúc sẽ đi giới thiệu đến cô chú anh chị ba chiếc bếp dòng đơn giản ạ, phím vặn nha cả nhà. Phím vặn này, bề mặt men này, gồm hai bếp nấu và một bếp nướng nhá. Đấy. Rất là đẹp này. Độ mới thì đến trên 90% nhá cả nhà. Đấy. Và chiếc M1, chiếc đầu tiên là một chiếc Paloma phím vặn thông thường này. Đấy. Bề mặt men nhá. Màu đen này, cực kỳ là đẹp và cực kỳ là sạch nhá cả nhà. Đấy. Lữ của bếp Nhật thì cực kỳ là xanh nhá cô chú anh chị. Đây, cực kỳ là xanh này. Pochi lữ cực kỳ là đều nhá. Đấy. Với ngọn lữ này thì chúng ta có thể tiết kiệm được đến 30% ga so với những chiếc bếp thông thường nhá. Và bếp ga Nhật thì nó có những tính năng cực kỳ là thông minh vượt trội nhá cả nhà. Đấy, chống dù là bếp cơ bản, dòng đơn giản, dòng đa chức năng hoặc dòng full chức năng thì nếu nó cũng đều có những tính năng cơ bản là tự động tắt bếp, tự động khóa ga khi mà nồi hết nước nhé. Chứ chúng ta không bị cháy nồi, cháy đồ ăn khi mà nấu để quên này, hoặc có công việc phải đi ra ngoài nhé. Đấy, và em sẽ test tính năng tự động mà tắt bếp khi nồi hết nước ở bếp bên phải nhé. Đây, khi em mới đặt nồi lên thì lửa cực kỳ là to này, bo chi lửa rất là xanh nhé. Đấy, nhưng mà lửa sẽ nhỏ dần khi nhiệt độ trong nồi tăng lên và sẽ tắt ở nhiệt độ 250 độ C. À, cũng là lúc nồi hết nước nhé cả nhà. Và chiếc bếp bên trái thì em sẽ test tính năng tự động tắt tự động khóa ga khi mà tắt ngọn lửa nhé. Chiếc bếp này em để thổi tắt lại, với tính năng này thì cô chú anh chị chờ em trong vòng 5 đến 10 giây nhé, bếp sẽ tự động khóa ga này. Đây, ngoại hình thì cực kỳ là đẹp nhé cả nhà. Đây, phím vặn này, biểu tượng hình con cá luôn luôn là phím vặn hoặc là phím nhấn của bếp nướng nhé. Lò nướng này, lớp kính này rất là đẹp này. Đấy, lò nướng một tầng lửa nhé, sáng bóng luôn này. Đây là bên trong nhé cả nhà. Đấy, và em cũng sẽ test lửa của chiếc bếp nướng cho cô chú anh chị xem nhé. Đây, lửa cực kỳ là xanh và cực kỳ là đẹp này, rất là đều nhé. Với ngọn lửa này thì nướng đồ ăn cực kỳ là đều và cực kỳ là ngon nhé cả nhà. Một chiếc bếp Paloma phím vặn đời 2020 nhé cả nhà. Đời 2020 này, tháng 7 2020, tháng 2 2020 nha cả nhà. Đấy, một chiếc bếp cực kỳ là mới này, rất là đẹp, vuông thành góc cạnh, không xích, không móp méo, không chầy xước nhá. Đây, rất là đẹp đấy. Hai chiếc bếp bên phải em cũng đã tự động tắt bếp rồi ạ, tự động khóa ga rồi nhá. Và bây giờ thì em sẽ đi test tính năng tự động khóa ga của hai chiếc bếp này cho cô chú anh chị cùng theo dõi nhá. Đây, ga đã được khóa hoàn toàn rồi nhé, cực kỳ là an tâm nhé. Dùng bếp Nhật thì rất là an toàn, rất là tiết kiệm ga nhé cả nhà. Đấy, rất là an tâm này. Bên dưới thì bên em đã bao bọc bởi một lớp lưới chống chuột rồi nhé. Đấy, bếp bên em thì đã vệ sinh sạch sẽ, test ok. Cô chú anh chị mua về thì chỉ việc cắm dây ga vào và sử dụng thôi nhé. Đấy, rất là tiện lợi này. Chiếc M1 bên em đang bán với giá 2,6 triệu nhé, bao ship toàn quốc nhé cả nhà. Đấy, và bây giờ thì em sẽ đi sang đến chiếc M2. Đấy. M2 là một chiếc Rinnai phím vặn nhé cả nhà. Rinnai phím vặn bề mặt men màu xám lông chuột này, cực kỳ là đẹp này. Đấy, chiếc bếp này thì có chảy xước một xíu ở đây, nhưng mà bên em đã xử lý bằng sơn tĩnh điện rồi nhá, cực kỳ là an tâm, không ảnh hưởng gì đến chất lượng này. Này, lỗ thông hơi của lò nướng nhá. Đấy, bên trong rất là sạch sẽ này. Đây, bo chi lửa thì được làm bằng nhôm hợp kim này, vuông thành góc cạnh nhé, rất thì là đẹp nhé. Đây, kim cảm ứng này, lỗ thông hơi của lò nướng này, à quên, đây lỗ này, họng này cực kỳ là sạch sẽ nhé. Kiềng thì được làm bằng thép chống hăn chống gỉ, giúp cho chúng ta không bị gỉ này nâng lên hạ xuống rất dễ dàng trong việc vệ sinh nhé. Đây, một chiếc bếp cực kỳ là đẹp, đời thì khá là cao nhé. Đời 2022, tháng 11 2022 nhé cả nhà. Đấy, rất là đẹp này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chiếc bếp này thì
em chỉ đi test một chiếc đầu tiên nhé. Còn chiếc thứ hai, thứ ba thì em sẽ đi quay sơ về thành vách cũng như là lò nướng nhé. Đây, cô chú anh chị nào mà ưng chiếc nào thì cứ báo với em nhé. Báo với em sẽ quay trực tiếp và test gửi vào Zalo cho cô chú anh chị tham khảo và tìm hiểu nhé. Đây, lò nướng thì cực kỳ là sạch sẽ này. Một chiếc bếp Rimla đời 2022 thì em đang bán với giá là 2,8 triệu nhé. 2,8 triệu bao ship toàn quốc nhé cả nhà. Đấy, rất là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ đi sang tới chiếc thứ ba. Thứ ba cũng là một chiếc rin này, phím vặn này. Đây, cũng màu lông chuột, bề mặt men, rất là đẹp nhé. Đây, kiểu này, rất là chắc chắn. Đấy, làm bằng thép không gỉ, chống han, chống gỉ cho cả nhà mình nhé. Bên dưới thì được bao bọc bởi một lớp lưới chống chuột rồi nhé. Đây, môi chi lửa thì được làm bằng nhôm hợp kim này. Rất là vuông thành, góc cạnh này. Đây, rất là đẹp nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là bền chắc luôn ạ. Đang bếp đang còn rất là mới nha cả nhà. Đây, lỗ thông hơi của lò nướng này. À đây là lò nướng. Đây thiếu một cái khay, để alo cô cho anh chị mua thì em sẽ bổ sung vào nhá. Đây, bên trong này rất là đẹp nhá. Biểu tượng con cá là phím vặn của bếp nướng này, phím vặn bếp nấu bên phải này, phím vặn bếp nấu bên trái này, khay đựng pin nha cả nhà. Bếp Nhật thì luôn luôn ánh lửa và một đôi pin đại này. Khi cô chú anh chị mua bếp thì bên em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp để test bếp thử và cũng dùng thời gian ban đầu nhé. Khi mà nốt nhấp nháy thì báo hiệu pin sắp hết này, cô chú anh chị ra các tiệm tạp hóa hoặc điện tử xung quanh nhà mình mua về và bỏ vào dùm em nhé. Rất là dễ dàng nhé cả nhà. Chiếc bếp này cũng bề mặt men lông màu xám lông chuột, đời thì cũng là 2022 này, tháng 11/2022. Đây, những chiếc bếp đời cực kỳ là cao nhé, rất là mới nhé cả nhà, không móp méo, không chảy xước. Chiếc bếp này thì bên em cũng đang bán với giá là 2,8 triệu nhé. M1, em xin báo giá lại, M1 là 2,6 triệu này. Paloma đời 2020 này. Đấy, bếp M2 là Rinnai 2,8 triệu. Đấy, đời 2022 này. Và chiếc thứ 3, M3 là 2,8 triệu. Rinnai đời 2022 nhé cả nhà. Đấy, và chiếc bếp cực kỳ là đẹp luôn ạ, rất là xinh xắn. Đấy. Đấy, cô chú anh chị mua hàng bên em thì xin liên hệ với em theo số điện thoại Zalo là 0397697664 nhé. Đấy, cô chú anh chị mua hàng bên em thì tỷ lệ mua hàng bên em là cô chú anh chị cọc giúp em từ 2 đến 500 nhé, để em lấy phí vận chuyển giao hàng đến tay cô chú anh chị ạ. Khi mà hàng đến tay cô chú anh chị thì cô chú anh chị đồng với shipper bên em sẽ được kiểm tra hàng và test hàng. À, giống như trong video em phúc quay thì mới phải nhận hàng và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em nhé. Và đến đây thì em Phúc xin được tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em Phúc. Và xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.